Chào mừng các bạn đã quay trở lại với M2 Deal Channel. Cùng mình đến với tập tiếp theo của Yu-Gi-Oh! GX. Nội dung hôm nay là một trong những điểm mấu chốt của Season 2, lá bài đi tố thượng mà bấy lâu nay Edo tìm kiếm đã lộ diện vào phim nha. Cuối cùng, chủ tịch Pegasus cũng gặp được thầy hiệu trưởng để bàn về một việc quan trọng. Một đài thiên văn vũ trụ đã phát hiện một chuyện kinh khủng. Hàng triệu năm trước, có một hố trắng đã phát tán một lượng lớn năng lượng khắp vũ trụ. Nó đối nghịch với hố đen được gọi là cơn sóng ánh sáng, và có khả năng thứ đó đã tràn xuống trái đất từ một thập kỷ trước. Trùng hợp thay, chiến tranh, thiên tai và tội ác ngày càng lạm phát trên toàn thế giới. Những cơn sóng đó đã tác động lên con người. Nếu nhìn lại lịch sử, xảy ra vô số cuộc thế chiến, dẫn đầu là những nhà độc tài. Thời điểm khá trùng hợp với nhau nên có thể chính là do những cơn sóng đó. Nếu không ngăn chặn điều này, chắc chắn sẽ trở thành mối hiểm họa mới của thế giới. Theo cuộc điều tra, chủ tịch nghi ngờ Sayo và Edo là những người tình nghi sở hữu lá bài đi tối thượng. Nhưng thầy hiệu trưởng góp ý Edo thật sự không sở hữu lá bài này vì cậu ta đang miệt mài đi kiếm nó. Sáng hôm sau, mọi người tụ họp để xem một trận tranh đấu danh hiệu thế giới. Trong đó, quán quân Didi, người đã thống trị giải đấu này 10 năm nay và là người đỡ đầu cho Edo. Năm xưa, vì mắc nợ cha Edo nên hứa sẽ giúp đỡ cậu tham gia giải đấu chuyên nghiệp. Để thực hiện điều đó, ông còn hứa sẽ vô địch giải đấu cho đến khi chạm trán Edo. Cùng xem, ông ta có vượt qua được trận chung kết thứ 11 để giữ lời hứa. Nhưng có vẻ, nhân vật này cũng có một nửa linh hồn giống như Sayo. Đối thủ hôm nay là một người sở hữu IQ 200, Dr. Collector. Hiện tại, ông đang gia nhập Juventus nhưng vẫn giúp FBI phá những vụ án khá đáng gờm. Didi rút bài, triệu hồi Enigma The Creator, úp một lá và kết thúc lượt. Đối phương rút bài, kích hoạt ma pháp vĩnh cửu Dimensional Fissure. Khi có một lá bài này trên sân, mọi quái thú xuống mộ đều bị loại khỏi cuộc chơi. Kích hoạt thêm Graceful Chardidi, rút thêm 3 lá bài từ bộ bài rồi bỏ 2 lá trên tay, chính là 2 quái thú và nó sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Kích hoạt tiếp ma pháp Magical Stone Excavation, bỏ đi 2 lá trên tay, trong đó có một quái thú, để lấy lại Graceful Chardidi. Tiếp tục như vậy, ông ta loại thêm 2 quái thú khỏi cuộc chơi một cách khó hiểu. Thành quả đã đến, kích hoạt ma pháp Dimension Fusion, hy sinh 2000 điểm gốc, triệu hồi đặc biệt lên sân bất kỳ quái thú bị loại khỏi cuộc chơi. 3 Magician Valkyria, Cosmo Queen và Ebon Magician Kuran, nếu tổng tấn công thì chắc chắn giành chiến thắng. Didi lật 7, Negate Attack để vô hiệu hóa đòn tấn công và kết thúc bước chiến đấu ngay lập tức. Ông ta kích hoạt tiếp ma pháp Magical Splash, gây 200 điểm thiệt hại cho đối phương, ứng với mỗi quái thú pháp sư có trên sân, úp một lá bài rồi kết thúc lượt. Cao trào đã đến, linh hồn quỷ dữ trong con người Didi lần này quyết định trỗi dậy công khai. Tại sao là hôm nay? Một lát chúng ta sẽ biết, còn bây giờ tiếp tục trận đấu. Kích hoạt 2 ma pháp Devil Sanctuary, mỗi lá sẽ triệu hồi một Metal Devil Token. Kích hoạt thêm ma pháp Deforce, tế cả 3 quái thú để triệu hồi quái thú tối thượng. Sóng tín hiệu truyền hình bị mất liên lạc, không một ai ở ngoài có thể biết được tình hình, nhưng trực tiếp tại đó mọi thứ đã tan hoang. Lúc này, ông ta liên lạc với Edo để hẹn gặp nhau. Cậu tò mò, không biết kết quả trận đấu ra sao. Đối thủ đã chết khi ông ta tung đòn kết liễu. Ngay cả đòn khóa của Valkyria và bài 7 Nightmare Quill cũng không thể cứu vãn tình thế. Đã đến lúc thực hiện lời hứa ngay tại đây. Sự thật được phơi bày, cái chết của cha cậu là do ông ta. Đây chính là lá bài đi tối thượng mà bấy lâu nay Edo tìm kiếm. Năm xưa, Didi muốn trở thành Rodulist vinh quang nhất thế giới, nhưng mọi thứ lại không hề dễ dàng với ông ta. Trong lúc thất vọng nhất, vô tình nhận được một món quà từ trên trời rơi xuống, đó là tác phẩm do cha Edo vẽ, lá bài ma thuật mạnh nhất. Ông nảy sinh âm mưu bằng mọi cách phải lấy được lá bài đó. Tuy bị phát hiện, nhưng linh hồn ma quỷ trong lá bài đang chờ một kẻ ác tâm để thoát ra ngoài. Trận đấu đầy nợ nần này sẽ được giải quyết ngay bây giờ. Edo rút bài, kích hoạt ma pháp Destiny Draw, đưa một D-Hero trên tay xuống mộ để rút thêm 2 lá. Kích hoạt ma pháp D-Spiris, triệu hồi đặc biệt Diamond Guy, có khả năng kiểm tra lá bài trên cùng của bộ bài. Nếu là ma pháp, sẽ được kích hoạt ở lượt tới. Kích hoạt thêm Over Destiny, được triệu hồi một D-Hero có cấp độ bằng hoặc thấp hơn một nửa cấp độ một D-Hero có trong mộ. Diabolic Guy, cấp độ 6 nên được triệu hồi Die Hard Guy. Với công năng của Diabolic, loại bỏ khỏi cuộc chơi để triệu hồi một lá bài có tên tương ứng, tế cả 3 D-Hero để triệu hồi Dogma Guy, úp một lá bài rồi kích hoạt thêm Clock Tower Vision. Didi rút bài thì Edo kích hoạt khả năng của Dogma Guy, giảm một nửa điểm gốc của đối phương khi đang ở bước standby, quay kim đồng hồ.
ông ta kích hoạt ma pháp Blood Note, cứ mỗi 4 sao cấp độ có trên sân đối phương triệu hồi một Blood Token, kích hoạt thêm Devil Sanctuary triệu hồi thêm Metal Devil Token, tế cả 3 để triệu hồi đi hero tối thượng Blood. Có khả năng hấp thụ quái thú của đối phương cũng như công năng và một nửa sức công. Phản đòn cực mạnh khiến Edo còn 400 điểm. Chưa hết, kích hoạt thêm Deforce úp một lá bài và kết thúc lượt. Edo rút bài, kích hoạt công năng của Dogmagai có trong người, giảm một nửa điểm gốc của đối phương. Cậu được kích hoạt chiếc hũ tham lam ở lượt trước, triệu hồi Devilgai, có khả năng loại bỏ một quái thú đối phương khỏi cuộc chơi. Nhưng khi có Deforce, mọi công năng của quái thú nhắm vào Blood đều bị vô hiệu. Ông ta rút bài, kích hoạt 7, D-Boost. Khi có Deforce nằm trên cùng của bộ bài, được phép rút 2 lá ở bên dưới nó. Đồng hồ tiếp tục quay, nếu sống qua 2 lượt nữa, Edo sẽ có cơ hội. Ông ta kích hoạt tiếp ma pháp Friend Time. Khi có một Blood trên sân, lá bài này có thể đóng băng bất kỳ bước nào mà ông ta muốn. Chọn bước Standby nên đồng hồ hoàn toàn đứng im. Tấn công thì Edo lật 7, D-Counter sẽ tiêu diệt một quái thú tấn công D-Hero. Nhưng vô ích, ma pháp và 7 không có tác dụng với quái thú tối thượng này. Edo gần như bất lực. Ông ta úp một lá rồi kết thúc lượt. Edo rút bài, úp 2 lá và kết thúc lượt. Ông ta tấn công trực tiếp, dứt điểm trận đấu. Thậm chí còn sử dụng bài 7, Dust Tornado để phá hủy Clock Tower Vision. Nhưng trước đó, Edo đã kích hoạt 7, Eternal Threat. Nó sẽ bổ sung thêm 2 lực xoay để đủ kim 12 giờ. Và khi ông ta phá hủy, Threat Guy xuất hiện để bảo vệ Edo. Chưa hết, cậu còn kích hoạt thêm 7, Hiệp ước Tham Lam. Hai người chơi và rút thêm một lá bài từ bộ bài. Khi không còn Deforce, thế trận bất bại của ông ta đã không còn. Khi có Threat Guy trên sân, được triệu hồi các D-Hero có trong mộ. Ông ta tiếp tục đưa Deforce lên trên bộ bài, kích hoạt thêm ma pháp Unfair Just, hy sinh 800 điểm để quái thú trên sân có thể tấn công toàn bộ quái thú đối phương. Edo rút bài Dark Angel, chính là lá bài mà năm xưa cha đã để lại cho cậu giúp khắc chế đi tối thượng. Thời cơ đã đến, bỏ xuống mộ để kích hoạt công năng hồi sinh nó, nhưng địa điểm hồi sinh chính là trên đỉnh bộ bài của đối phương. Deforce một lần nữa bị khóa, kích hoạt ma pháp môi trường Dark City giúp tăng thêm 1000 sức công cho D-Hero, triệu hồi Divine Guide có khả năng phá hủy một lá ma pháp trang bị của đối phương và gây thêm 500 điểm thiệt hại, phá hủy Dogma Guide để giảm sức công quái thú, tấn công giành chiến thắng. Tuy nhiên, hắn ta lại tấn công vào đòn tâm lý khi các linh hồn bài thủ trong các trận đấu đã hấp thu trong Blood, kể cả cha cậu. Nếu cậu tiếp tục ra tay, linh hồn sẽ giải thoát. Nhờ vậy, cha cậu đã kịp nói những lời cuối. Sức mạnh ánh sáng hủy diệt chứa đựng trong lá bài này chỉ là một lớp vỏ ngụy trang. Sức mạnh thật sự của nó đã bám lấy vào một người khác, đó chính là Sayo. Nếu ánh sáng đó được giải phóng, cả thế giới sẽ trở nên hoang tàn. Hãy tiến lên đánh bại Blood và tới chỗ Sayo ngăn điều đó, trả thù cho cha. Mình xin tạm dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý đón xem. Nếu các bạn thích video và mong chờ tình tiết tiếp theo, hãy bấm like và subscribe để không bỏ lỡ nha. Bye bye.